Trong năm 2022, hàng loạt đại án được phanh phui gây rúng động dư luận. Đầu tiên là quả bom Việt Á. Trong năm 2022, mở rộng điều tra vụ án Việt Á, cơ quan điều tra Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Công an các tỉnh thành đã khởi tố gần 100 bị can. Trong đó có 3 cựu ủy viên Trung ương Đảng, gồm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng, cùng hàng loạt cán bộ Bộ Y tế, Khoa học Công nghệ, Học viện Quân y, lãnh đạo cấp sở, giám đốc CDC một số tỉnh thành cùng nhiều nhân viên y tế. Kế đến là vụ chuyến bay giải cứu, đây cũng là một trong hai đại án gây chấn động dư luận liên quan dịch Covid-19. Đến nay đã có 32 bị can bị khởi tố, trong đó có nhiều quan chức bị khởi tố tội nhận hối lộ như Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, loạt cán bộ Cục lãnh sự, ông Nguyễn Quang Linh, trợ lý Phó Thủ tướng, Nguyễn Thanh Hải, vụ trưởng vụ quan hệ quốc tế, văn phòng chính phủ, các cán bộ, nguyên cán bộ các lãnh sự quán Việt Nam ở Osaka, Nhật Bản, Angola, Nga. Bộ Công an cho biết, với gần 2.000 chuyến bay giải cứu người Việt từ nước ngoài trong chiến dịch giải cứu, sau khi trừ các chi phí, mỗi chuyến bay, các bị can thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Số tiền đưa nhận hối lộ trong vụ án lên đến hàng chục tỷ đồng và hàng trăm ngàn đô la Mỹ. Cũng trong năm nay, các nhà đầu tư chứng khoán lao đao khi hàng loạt sai phạm được phát hiện, như vụ thao túng giá của ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC, ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Louis Holding. Các vụ việc liên quan đến tập đoàn Tân Hoàng Minh hay công ty An Đông, đơn vị liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát của nữ đại gia Trương Mỹ Lan cũng lần lượt được cơ quan chức năng vào cuộc. Rúng động nhất là vụ dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 26 tuổi, ở Gia Lai, nhiều lần hành hạ con gái riêng 8 tuổi của chồng dẫn đến tử vong ở thành phố Hồ Chí Minh. Đáng buồn hơn, trong chuỗi ngày bé gái bị đánh đập, có sự tiếp tay không ít của chính cha đẻ của mình, Nguyễn Kim Trung Thái. Dù Trang đã bị tuyên án tử hình, cha đẻ của bé gái lĩnh 8 năm tù, nhưng cái chết của bé vẫn ám ảnh nhiều người. Kế đến là vụ bé gái 3 tuổi ở Hà Nội bị người tình của mẹ đóng 9 cái đinh vào đầu. Chiều 13 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi, ngụ Hà Nội, mức án tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt là tử hình và buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại gần 470 triệu đồng. Huyên là người có hành vi hành hạ như đổ bột keo khô công nghiệp vào lỗ mũi bé gái, cho bé gái uống thuốc diệt cỏ pha nước ngọt, bắt cháu ăn 2 chiếc đinh vít, đánh gãy xương tay và dùng búa đóng 10 chiếc đinh vào đầu bé gái khiến cháu tử vong. Năm 2022 cũng chứng kiến nhiều vụ cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng. Đầu tiên là vụ cháy quán karaoke An Phú khiến 32 người chết tại Bình Dương vào ngày 6 tháng 9. Nguyên nhân vụ cháy do đường dây dẫn điện lắp đặt trên trần la phòng qua khu vực trước phòng hát 204, phòng 206 xảy ra sự cố chập mạch điện, sau đó cháy lan ra. Các nạn nhân tử vong là do ngạt khí CO, CO2, lưu huỳnh, nitơ, cháy bỏng nặng. Và không thể không nhắc đến vụ 3 cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Câu chuyện đau lòng xảy ra trong chiều ngày 1 tháng 8 tại quán karaoke số 231, phố Quang Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Thời điểm xảy ra cháy, quán karaoke ISIS đang tạm ngưng hoạt động để sửa chữa. Đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 6 quán karaoke cao 6 tầng. Ngọn lửa bốc lên trong quá trình hàn xì sửa chữa quán. Trước hết phải kể đến vụ từng gây xôn xao dư luận là vụ nam thanh niên cướp hơn 3 tỷ đồng ở chi nhánh ngân hàng Vietcombank ở Hải Phòng, xong tự tin đi mua xe phân khối lớn để trốn chạy và cho tiền bạn gái. Ngày 24 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Giang Nam mức án chung thân về hai tội danh là cướp tài sản và tàn trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Bị cáo Trần Thị Thu Thủy, bạn gái của Nam, mức án 10 năm tù về tội chứa chấp tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Một vụ việc khác cũng gây chú ý là do nợ tiền của công ty tài chính và một cá nhân khác nhưng không có khả năng chi trả. Trần Thanh Luân, ngụ tỉnh Đồng Tháp, đã dùng súng và bom giả xông vào phòng giao dịch ngân hàng Sacombank chi nhánh Sa Đéc tại thành phố Sa Đéc, khống chế nhân viên và cướp 1 tỷ 700 triệu đồng. Sự việc xảy ra vào chiều 15 tháng 11. Trong khi đó, Lê Quy Dũng, 34 tuổi, quê Thanh Hóa, cầm súng để cướp hơn 900 triệu đồng tại chi nhánh ngân hàng Vietcombank ở Đồng Nai vào ngày 8 tháng 9. Hai ngày sau, Dũng bị bắt giữ. Theo lời khai của nghi can Dũng, do việc làm ăn kinh doanh trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn dẫn đến nợ nần chồng chất nên đã nảy sinh ý định cướp ngân hàng để trả nợ.
Trong năm 2022, cũng xuất hiện tình trạng khan hiếm xăng dầu ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây. Theo các chuyên gia, năm 2022 là năm dị biệt của thị trường xăng dầu. Đỉnh điểm là vào tháng 8, hàng loạt cây xăng tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam đồng loạt đóng cửa. Người dân chen chúc hàng giờ chờ tới lượt đổ nhiên liệu. Khan hiếm xăng dầu sau đó lan ra phía Bắc, nhiều cây xăng dầu ngừng hoặc bán nhỏ giọt. Tính đến kỳ điều hành ngày 21 tháng 12, mặt hàng xăng dầu đã trải qua 33 lần điều chỉnh giá. Trong đó có 17 lần tăng, 15 lần giảm và 1 lần giữ nguyên, có thời điểm vượt mốc 30.000 đồng một lít, kéo theo giá cả nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm tăng theo. Bộ Tài chính đã đề xuất sửa Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu của Chính phủ, thống nhất chỉ một đầu mối phụ trách quản lý điều hành lĩnh vực xăng dầu cho Bộ Công Thương.